Chúng ta thấy rằng ở trong đây khi mà Đức Phật thuyết kinh thì có nói là pháp sư người nói kinh sẽ được những công đức này, công đức này sẽ được những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà tại sao những người tụng pháp hoa, những người tụng các kinh khác lại không được điều tốt đẹp như trong kinh đó? Tại sao? Khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta trì chú, khi chúng ta niệm Phật, chúng ta vẫn thường mắc phải một sai lầm. Sai lầm gì? Hữu khẩu và vô tâm. Nghĩa là sao? Thầy xin lỗi cái vấn đề này là lời ngay trái lại. Hữu khẩu vô tâm có nghĩa là chỉ tụng vào cái miệng mà không có cái tâm. Chỉ tụng mà không có hành. Cho nên không được những cái công đức giống như trong kinh đó. Trong kinh họ Pháp Sư Phật Thích Ca Mâu Ni có nói nếu người nào mà tu theo Pháp Hoa thì sẽ được ta ở phương khác sẽ sai các hóa tỳ kheo, các cái người bồ, các vị bồ tát đó tới hóa làm người để nghe pháp, rồi nói ở trong nói kinh ở trong chỗ vắng thì sẽ được trời đồng quỷ thần đồ hộ vệ, sẽ không kể cái thiếu thốn gì cả. Tại sao chúng ta không được như vậy? Có một vị tên là Pháp Đàn tới lễ lục tổ Huệ Năng, nhưng lễ không chấm đất, cái đầu không chấm đất. Tổ mới nói ở trong tâm nhà ngươi chất chứa cái gì, mau nói ra. Dạ, con tụng kinh Pháp Hoa được 3 ngày bộ. Tổ mới nói là nếu ngươi tụng kinh Pháp Hoa 3 ngày bộ mà không lấy đó là để mà kiêu mạn kiêu ngạo thì ta mấy người đi chung đường vẫn tụng kinh tụng tới 3 ngày bộ nhưng không biết thực hành pháp hoa như thế nào hết thì tổ bỏ. Và tổ mới có bài kệ để mà khuyên tấn cái vị tăng Pháp Đạt á, đại khái là nếu người tu tại tâm thì chuyển được pháp hoa, nếu không tu tại tâm thì bị pháp hoa chuyển. Bị pháp hoa chuyển có nghĩa là trên hình thức thì pháp hoa nhưng không được cái lợi lạc gì cả, không được một chút công đức nào của cái việc tụng kinh cả. Cho nên quý vị nếu muốn tụng kinh trì chú niệm Phật mà được các công đức thù thắng cái trong kinh đó, và cũng xin nhắc quý vị một điều là trong kinh Kim Cang có nói lời nói của Đức Phật là chân ngữ, thật ngữ và như ngữ. Thế nào là chân ngữ, thế nào là thật ngữ? Lời nói của Phật luôn luôn đúng chân lý. À, chân lý đó nó đúng, chân lý nó tuyệt đối. Đức Phật không có vọng ngữ. Rồi còn như ngữ là gì? Như ngữ là Đức Phật nói một lời nào đó, khi khen ai hay Đức Phật mở ai thì người đó đã khen
và người bị mở là cá mở. Ngài không bớt một gen và không thêm một hào nào, gọi là như nữ. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng tụng kinh Pháp Hoa được lợi lạc như vậy thì chắc chắn đó là điều quý vị sẽ đạt được khi mà chỉ chú chủ đề. Trên tay của các chủ đề có cầm cây kẹt kim cang thì có bốn câu kệ là: tay Bồ Tát cầm chày kim cang, tám bộ trời rồng đều quy ngưỡng, nay con đảnh lễ thệ quy y, nguyện con điều phục kẻ khó phục. Các vị thấy các hộ pháp cầm cái linh khí đó chỉ là cái biểu trưng mà thôi, biểu tượng mà thôi. Cái kẻ khó phục nhất là ai? Là chính mình, phải không? Tay Bồ Tát cầm chày kim cương, tám bộ trời rồng đều quy ngưỡng. Quý vị có muốn trời rồng quy ngưỡng quý vị không? Được đó. Với điều kiện trong tâm quý vị phải có pháp tụng kinh Pháp Hoa. Vừa trước có nói thần chú rồi, thần chú sao? Khi tôi tụng kinh thì tâm tôi tụng kinh, trước khi vào thì quý vị tự nhắc quý vị: khi tôi tụng kinh thì tâm tôi tụng kinh. Lát nữa ai mà có ra phụ và thường chủ trì làm công việc đó thì khi đứng đó trước khi làm nói là: khi tôi làm việc thì tâm tôi làm việc, chứ không có tay làm việc của cái vị thị phi. Cái đó là trái. Cho nên khi mà quý vị muốn được những công đức trang nghiêm, một tháp đa bảo nổi lên từ mặt đất vọt lên, đó là một ví dụ, một biểu pháp. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, khi tâm chúng ta đã có pháp, đã thành tựu pháp tu rồi, thì tự nhiên vô lượng công đức, thì tự nhiên có được Phật Bồ Tát gia trì. Tự nhiên nếu không cần cầu, chúng ta này nên nhớ rằng đạo Phật là đạo không cầu xin. Và chúng ta cầu xin tại ai? Cầu xin chính mình. Có một câu chuyện là Bồ Tát Quan Thế Âm có cái tượng tay cầm chuỗi để niệm. Thì một vị cư sĩ hỏi một vị thiền sư: Bồ Tát Quan Thế Âm cầm chuỗi, vậy Bồ Tát niệm ai? Trong khi mọi người đều niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm cầm chuỗi, Bồ Tát niệm ai? Niệm ai? Bồ Tát Quan, vị thiền sư sẽ trả lời sao? Bồ Tát Quan Thế Âm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái vị kia sao lạ vậy? Sao mà Bồ Tát lại niệm Bồ Tát? Thì vị thiền sư mới trả lời là: cầu người không bằng cầu chính mình. Quý vị hiểu có chuyện này. Thì khi mọi người ở đây đều có nhà cửa, quý vị muốn nhà của mình thành một miền đất phúc không? Muốn không? Muốn nhà mình thành, người ta có đất làm chiên đậu, đất làm cho đất phúc. Quý vị muốn nhà mình thành đất phúc không? Quý vị có thỉnh tự Phật về có phải đất phúc không? Không phải như vậy. Mà chính quý vị phải tự biến cái tâm của mình thành cái tâm phúc. Cái tâm phúc là tâm gì? Là cái tâm thật thiện, là cái thiện tâm, là cái lương tâm, là cái Phật tâm. Nếu quý vị được như vậy, quý vị tụng kinh nào cũng thành tựu. Và kinh Pháp Hoa là mua cho các kinh.
là vua của các kinh. Quý vị tu tại tâm, khi quý vị tụng tại tâm, không vọng tưởng, lập tức quý vị sẽ được những công đức trang nghiêm y như trong kinh đó, không cần phải đợi đời sau, mà ngay đời này, ngay giây phút hiện tại thì được an lạc, giải thoát. Mọi người nói chết là hết, chết là giải thoát, chưa chắc. Giải thoát là ngay giây phút hiện tại này chúng ta được bình yên, chúng ta được hạnh phúc. Bình yên và hạnh phúc không thể tìm được từ bên ngoài, mà chính quý vị trong tâm có pháp, trong tâm có Phật, và trong tâm có sự hòa hợp. Nên nhớ quý vị ta bảo Phật là giác. Quý vị quý vị ta bảo đó là việc quay về với chuyện giác ngộ. Quy pháp là quý vị quay về với cuộc sống thánh thiện. Quy tâm là quý vị quay về với sự hòa hợp. Chữ tâm là tiếng âm lúc lớn của từ Sangha, là tiếng Phạn. Khi âm ra là tăng già, có người Phật tử vô trong chùa thấy các vị tăng ra làm lễ Nam Mô Tăng Già Nha, cái vị Phật tử đó mới hỏi chứ, ủa sao tôi thấy cái ông tăng trẻ không mà đâu có ông tăng được già. Cái từ tăng già không phải là cái già trẻ, và chữ tăng già đó chính là Sangha. Chữ tăng già dịch ra là hòa hợp chúng. Nếu quý vị sinh hoạt với nhau trong tinh thần hòa hợp, không chia rẽ, không thị phi, không chỉ trích, quý vị cũng là tăng. Chữ tăng là hòa hợp. Được như vậy, quý vị tu pháp nào cũng thành công. Nên nhớ cầu người không bằng cầu chính mình. Và muốn nhà của chúng ta trở thành thánh địa, Phật địa, đều có tâm của quý vị. Không phải thỉnh tự Phật về mà chỗ đó thành Phật địa đâu. Phật địa đó chính là tại tâm. Quý vị luôn luôn sống với giác ngộ, luôn luôn sống với sự hiểu biết. Cái nơi đó không cần mời Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng tới. Mà nơi nào Phật Bồ Tát tới, nơi đó là thánh địa, nơi đó là phúc địa. Hôm nay đã hầu về nhà, tất cả những cái sự phiền bực, những cái quế trình của tâm, quý vị cởi hết ra, dục lại ở ngoài, vô trong nhà với một cái tâm thanh tịnh, cái tâm hiểu biết và cái tâm thông cảm, thì cái đó chính là thánh địa, cái đó chính là cái đất của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì Bồ Tát Quan Thế Âm là chủ của Đại Bi, lại Đức Quan Âm chủ Đại Bi, nguyện lực rộng sâu hơn tướng đẹp, ngàn tay trang nghiêm khắp hộ trì, ngàn mắt sáng ngời với soi tỏ. Thì quý vị muốn được như Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đầu tiên quý vị hãy sống bằng sự lắng nghe, sống bằng sự thông cảm. Thì khi đó thì cái nơi ở của quý vị chính là phúc địa. Cái nơi đó không có sự tranh cãi, không có sự tranh nhau, đó là phúc địa, đúng không? Được như vậy thì không cần cầu phúc cũng hết. Và tụng kinh Pháp Hoa, quý vị sẽ được trời đồng tới để hộ trì y như trong kinh Phật đó. Và quý vị nếu như tu tại tâm lâu, giữ năng lượng nó lâu, quý vị sẽ tự thấy được cái tháp đa bảo ngay từ tâm của quý vị. Đa là nhiều, bảo có phải Phật nói nhiều và đạt cho bảo đó không? Không phải như vậy. Đa bảo chính là cái kho tàng ngay tại tâm của quý vị. Quý vị không cần cầu,
Khi quý vị lương thiện, quý vị giác, thì tâm quý vị chính là tâm đạo thống. Và tâm đó cũng chính là tâm năng nhân tịnh mạng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đó là các hành trì của Phật Pháp Sư. Khi quý vị hành trì của Phật Pháp Sư trong sống như vậy, thì quý vị hành trì Pháp Hoa. Có phải sự chia sẻ như vậy? Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.